Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Học Cơ Khí. Mình là Võ Trường Thảo và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn chuỗi video hướng dẫn về những chi tiết khó và phức tạp trên phần mềm SolidWorks. Và đây là bài tập tiếp theo của mình. Đây là một chi tiết các bạn sẽ thấy nó cái độ phức tạp của nó rất là cao nha. Nó rất là nhiều cái lệnh và biên dạng của nó sẽ biến đổi từ trụ tròn như này nè. Và những cái mặt cắt ở đây. Mặt cắt bốn mặt luôn. Đấy, bạn thấy trong này có lỗ nữa chưa? Đó, chi tiết như thế này thì về bản vẽ các bạn sẽ tải về ở cái phần mô tả cái video đó. Các bạn sẽ có cái tên video đó, các bạn bấm vào chữ xem thêm thì nó sẽ sổ ra và các bạn có cái chỗ link tải đây. Thì đây là bản vẽ của mình nè, đó bản vẽ. Thì như mình nói chỗ này ha, cái đầu này là tròn nhưng mà khi nó chuyển thành cái hình dạng này á thì nó là phẳng rồi, nó được cắt bỏ bốn đầu, bốn bề mặt luôn. Các vỏ mặt này khoét ở đây nè, khoét bên này nè, và bên này cũng vậy luôn, các xéo đây, mình ngang đây đó. Ở trong này nó sẽ có linh tinh nữa, và trong cái phần ruột của thằng này nó sẽ có được khoét nhiều cái bậc ở trong này nè, được không? Bây giờ mình sẽ vẽ biên dạng như sau nha. Rồi các bạn cứ vẽ từ từ, từng cái thôi, rồi mình mới ráp lại thành cái khối này ha. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần này trước luôn. Phần này trước thì khi các bạn vẽ ra cái biên dạng này thì nó không phải là tròn, thì từ từ tròn chúng ta xử lý lại sau, ok nha. Bây giờ mình sẽ tạo một file mới. Mình sẽ dựa vào cái này nha các bạn, dựa vào cái hình chiếu trục đo này để khi mình vẽ xong á là cái chi tiết của mình nó nằm ở giống như vậy luôn, cho nên là khi trong quá trình vẽ thì mấy cái sketch của mình chuyển cái sketch này nè thành nó nằm ngang quá thì đè nó cho lại đứng, nhưng mà chuyển thành nằm thì các bạn chịu khó nhìn từ đứng thành nằm ha. Hoặc là các bạn có thể là xoay cái này cũng được nè, đó cũng được, nhưng mà nó sẽ xoay qua xoay lại nha. Đó, tức là về hình chiếu trục đo nó phải về cái hình chỗ đây đó, hình chiếu trục đo nó phải về đây. Thì nó cho là các bạn tập nhìn quen giữa hình ngang và hình đứng thì đó, sau này cái khả năng vẽ của bạn nó sẽ cao hơn thôi. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ nè, trên mặt ranh nè, tạo sketch. Rồi, trước tiên mình sẽ tạo một cái đường centerline đây ha, centerline nè, rồi nằm ngang, tạo cho mình một cái đường midpoint nha, midpoint. Bạn nào không có midpoint thì cứ vẽ line bình thường xong bắn vào trung điểm, phải midpoint à. Rồi từ từ các bạn làm, nói chung là cũng đo kích thước rồi đây, tại vì hình rất là phức tạp thì cho nên chúng ta khống chế từ centerline đó lên đây nè, một là 7.89. Rồi mà đo cái đường này là 107.89. Đấy, từ từ thôi. Rồi cái này là giữa đúng không? Giữa là phi nè. Phi này bao nhiêu? Phi chỗ này. Nó không có. Đây cũng không có. Thì ta nhìn qua đây. Phi 36, được chưa? Đó, ta sẽ phân tích cái hình giống vậy thôi. 36. Rồi, chỗ trên đó, nó có một cái đường tròn. Đường tròn nó lệch qua bên phải đây nè. Nhưng mà trong bên trái nó mới có cái kích thước là 8. Cho nên chúng ta có một cái đường tròn nữa là bao nhiêu? R9. Okay. Này. Bây giờ chúng ta tạo một cái đường tròn lệch xuống dưới đây ha. Lệch xuống dưới đó. Các bạn cho mình là R9 là 18 đúng không? R9 là phi 18. Rồi từ tâm của nó cắt qua đây là 8. Rồi các bạn tạo cho mình một cái đường centerline. Centerline ở đây nè. Thẳng đứng với thằng này nè. Đó, thằng đứng rồi đó, tôi lại đi xuống. Đã được chưa? Phải bắt tiếp tuyến cho mình cái thằng này với thằng này nha. Tiếp tuyến thằng này nè, với thằng này. Tại vì 107.89 á là nó đo từ đỉnh của cung tròn. Rồi, bây giờ mình sẽ có một vài cái điều kiện sơ sơ đó. Bây giờ mình vẽ cái đường biên nó vô. Từ đây ha. Đi lên bó cung đi xéo, về tiếp tuyến thằng này. Đây bó cung đi xéo về tiếp tuyến thằng này. Thì cũng là cái trang vậy thôi. Đây đi lên. Bỏ cái cung á thì các bạn chuyển qua cái đường cung mình này, các bạn đảo cung cũng được, nhưng mà đảo cung nó hơi khó, hơi này một tí, mình cứ vẽ cái cung này cho nó dễ rồi chưa. Xong rồi dùng line từ đây đi lên, tại kẻ nó lát tiếp tuyến thì sao ha, rồi về tiếp tuyến với cung này, đừng có vẽ vào điểm phần tư của cung này ha, vẽ vào đây nè. Rồi tiếp tục, nãy là y chang như vậy, đi lên đây cũng đi qua một tí nè. Trời, có một cái cung đảo như đây nè. Đây nè, được chưa?
Rồi, một cái đường line đi ra và bắt tiếp tuyến về chỗ này. Tiếp tuyến nha bạn, đừng bắt cho điểm phần tư nha. Không khó quá thì vẽ đầy đại đi, xong rồi bắt tiếp tuyến vô sau. Được chưa? Đây, bắt tiếp tuyến vô này. Đó. Thì bây giờ các bạn mới bắt tiếp tuyến này vô. Tiếp tuyến này vô nè. Rồi, tiếp tuyến hết vô. Chỗ này không tiếp tuyến nha, chỗ này nó khoét gãy. Bây giờ đó kích cỡ nè, là từ đây là R10, đây là R10. Đây có một cái đường tròn. Đường tròn này nó có hai bậc luôn, một bậc là 25, cái là bao nhiêu? Đây, 30. Thì mình lấy 25 ha, mình vẽ một cái đường tròn đi, từ từ tính. Đây, cái 25 này. 30 là do bậc lớn hơn, chúng ta vẽ 25 thôi. 25. Từ tim của tim này giống qua giống xuống dưới này, và chỗ cái đường đó đó, chỗ cái đường đó, các bạn thấy này, cái đường này nó có một cái đường là từ đáy cái thằng này lên 8 ly này, mình thấy là nó đa số là nó dùng kích thước đó nó làm hết, cho nên mình vẽ một cái đường ngang qua đây 8 ly để lát nữa mình dùng, mình đo kích thước luôn. Đây, mình vẽ một cái đường center line 8 ly rồi mình đo 8 để mình dùng nó để làm chuẩn luôn cũng được. Rồi 8. Gì nữa không? 10 10. Rồi 10 ha. Cái hình phức tạp á thì các bạn nên lấy riêng từng cái, các bạn khỏi cần phải nhấn Ctrl cho bằng nhau. Tại vì nó phức tạp. Từ đây tới đây là 24.25. Các bạn mà cho bằng nhau nhiều quá xong rồi cuối cùng các bạn không biết cái thằng nào bằng cái thằng nào, các bạn truy lại thì nó hơi khó. Chấm 25. Rồi, đây cũng là 24.25. Rồi, từ tâm của thằng này xuống tới tâm thằng này là 26. Tương tự như vậy luôn ha, tâm thằng này tới tâm này nè. 26 nè. Tâm đây nè. Tâm đây nè. 26 nè. Nhìn thấy không? Từ tim của đường tròn này xuống tới cái đường 8 ly nãy mình nói á, bằng 39. Đây ha, tâm thằng này ha, tới đường 8 ly nè, 39. Rồi, rồi nó gần đen hết rồi đó. Bây giờ những kích cỡ nào nữa không? Kích thước ha. Kích thước thì phía bên này, phía bên này nè. Phía bên này chúng ta nhìn ngược lại nha các bạn. Nhìn ngược lại nha, tại vì mình vẽ từ hình này đây nó nhọn hơn nè. Nhìn này nó nhọn hơn bên này nè. Rồi góc này là 10, góc này là 25. Các bạn không có cần là phải chọn center đường ngang gì, các bạn cứ đo giống như hôm trước mình có hướng dẫn các bạn cái thủ thuật á, các bạn tích vô đây rồi tích vô cái điểm, rồi các bạn chọn cho mình cái trục này là 10 đúng không đó, không có cần tạo center line được vô, rồi tích vô đường, tích vô điểm rồi chọn cái trục, rồi cái này cho 25 được không. Rồi hai thằng này tiếp tuyến nha, cái này là cho tiếp tuyến vô, quét hai cung rồi đó, cho tiếp tuyến đó, từ từ lần lần chúng ta cho nó vô đủ thôi. Này 10, cái này 6, trên là 6 và dưới là 10 ha. Ok, chọn đường này, chọn điểm, chọn trục, kéo ra 10, được chưa? Đường, điểm, trục, 6. Rồi giờ các bạn có thể là sử dụng cần tua, hoặc là các bạn có trim hết, bỏ cái khúc này trim chỗ này đi cũng được nè. Thì cái trong Solid 2020 nó có cái tính năng rất là hay, tức là chuyển cái đường cắt về đường nét đích hay là đường contraction đó. Đó, các bạn tích vô cái chế độ này, hoặc là bạn nào không có thì trim bỏ bình thường nha, rồi cắt chuyển đường nét đích nè. Đó. Đó, nó vẫn là một cái đoạn nhưng mà anh chim nét đích nó không làm cho cái kết mình nó bị mất ràng buộc này, khá là hay. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đùng lên. Đùng lên thì các bạn chọn cho mình là midline nha. Midline. Chọn là phi hồi nãy, phi chỗ này là 36 đúng không? Thì bạn chọn mình là đúng bằng 36 luôn. Lát nữa nó vuông cái đầu này nè. Nó vuông cái đầu này, lát nữa xử lý lại sao? Ta cắt bỏ sao? Được không? Kệ nó. Quan trọng là cái biên dạng phức tạp này thôi. Còn cái đầu tròn thì mình chỉ cần cắt bỏ cái là được. Rồi tiếp tục tới cái biên chỗ này. Bạn đi chỗ này mình, các bạn nhớ là từ đây các bạn đi thẳng lên trên luôn nha, từ từ đây mình đi thẳng lên trên rồi. Cái bậc này từ từ mình cắt sau này, mấy cái bậc này mình cắt sau này đó, cho nên là từ khúc này mình vẽ lên, được chưa? Rồi trên mặt top, tờ sketch
quay giãn nhìn vuông góc đó. Quay giãn nhìn vuông góc này, bây giờ mình sẽ tạo một cái trục từ đây đi ra chỗ này nè bạn. Đó, cái đường này nè, trời, bên này là mặt nghiêng nè, mặt nghiêng bên này các bạn thấy thằng này nằm phía trước này, cho nên các bạn vẽ cái này ở phía đây. À, này, các bạn quay về hướng cái đoạn 7 này, nằm ở phía đây, được chưa? Bây giờ vẽ line ha, vẽ line này từ đây nè, đi lên nè, lên đây nè, rồi lên đó thì bắt đầu nó có đường đi vô, rồi đi đi vô xong đi hết lên trên luôn, hết lên trên này luôn, đi xuống như này, về đây, rồi từ từ tính tiếp, tức là đi lên đây này, qua đây, xuống dưới này, xéo về đây, xéo về đây thì xéo đại đi, không cần biết nó nằm trên nào, trên đường này cũng được luôn. Rồi về góc này, về điểm này, rồi đo số vô, đo số từ tâm này xuống tới cái đường này sẽ bằng mấy? 23, 23 ha. Tâm thì tâm của nó giờ ở đâu? Tâm của nó, tâm nó như thế này nè, tâm cho nó chỗ đó. Thì bây giờ các bạn chuyển cái vô mắt á, mình bật cái trục này lên, trục ảo nè đó, trục ảo thì bạn sẽ thấy cái tâm này của lỗ nè, còn tâm này là của cái đường cung tròn này nè, được không? Còn cái tâm này với tâm này là của hai cái đường tròn ở chỗ này đó. Chúng ta sẽ làm cái gì, từ tim này xuống tới đường ngang là 23, tim này xuống tới đường ngang này 23 này, tim này xuống tới cái góc này là 19.85. Đó, nhưng mà kéo cái này xuống. Đấy. Kéo cái này xuống xong mới đo nha. 19.85. Góc này là 1.58. Góc này. Góc này 1.58. 1.58. Ok. Còn gì nữa không? Rồi độ dày thì sao? Độ dày này, độ dày các bạn thấy từ cái trục này nè đi ra tới cái mặt này là 7.5, rồi đi ra thêm cái chỗ này nữa là 3 nữa, tức là từ cái trục này ra tới chỗ này là 10.5, 7.5 cộng 3 là 10.5, được không? Rồi tổng độ dày từ mí bên này qua tới mí phía ngoài này luôn á là 3 này, cộng cho 12 là 15. Ok, các bạn chọn cái trục này cho mình là 15 này, được không? Đấy. Sau đó mình sẽ cắt bỏ đi, cắt bỏ, mình sẽ cắt bỏ phía ngoài nha, giữ lại cái phía trong cái hình của mình này. Mình sẽ chọn là extrude draw on board luôn nha các bạn, draw on board luôn. Sau các bạn bỏ flip side to cut này, đây tích vào click flip side to cut. Ok đó, thì cái phần này này chúng ta vừa xử lý xong. Chỗ đây chúng ta có cái R đúng không? Cái trục này chúng ta tạm thời chúng ta vô con mắt chúng ta ẩn đi. Này có cái R mấy? R5. Rồi bây giờ mình bo cái R5 vô. Ok. Được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ xử lý được cái hướng nhìn của mình rồi nè. Hướng nhìn đây có nè. Đây, hướng nhìn từ trên này có nè. Có bo rồi luôn. Nhưng mà chỗ này nó chưa tròn thôi. Chỗ này chưa tròn thì các bạn chọn cái mặt này ha. Ta sketch vẽ một cái đường tròn, tâm chúng ta có ở đây luôn, ta tích vô trung điểm chỗ này nè, đây đây ha, có trung điểm không thì lát nữa các bạn bắt tiếp tiến cho mình này, nhấn cho mình control cái đàn này, cái này chọn cho mình tiếp tiến, rồi cắt bỏ, cũng là cắt bỏ phía ngoài giữ phía trong để nó tròn á. Feature trước kết nè, cắt bỏ phía ngoài giữ phía trong là cũng là flip side to cut đúng không? Nhưng mà chúng ta không có cắt hết được, tại vì các bạn cắt hết đi qua đây luôn là mấy cái phần nó bị dính, nó bị bỏ luôn, cho nên các bạn cắt tới cái điểm này cho mình thôi. Đây các bạn thấy cái điểm như này không? Đấy, cái điểm mà nó vạt cái mặt này nè, các bạn chọn tới cái điểm này nè, các bạn chọn after vertex tới cái điểm này, các bạn chọn cái điểm cũng được, không cần vertex này. Ok đó, thì khi đó thì nó sẽ tròn, nhưng chỗ này các bạn thấy nó còn một cái thẹo, chỗ này nó có một cái thẹo, nhưng mà trong đề của mình nó có không? Trong đề của mình á, đây này các bạn thấy là cái mặt này nè, cái thẹo đó nó sẽ kéo dài cạnh này xuống tới dưới này luôn. Đấy, vậy thì bây giờ mình làm sao đúng không?
Các bạn khử cái bề mặt ở đây, khử cái mặt thẹo đây nè, khử cái mặt thẹo này luôn. Rồi mấy chỗ này không có, chỗ này không có thẹo thì có khói. Được chưa? Khử cái thẹo đó thì các bạn vô cái phần Direct Editing này. Direct Editing nha, các bạn chọn mình Delete Face, Delete and Bat, Delete and Bat này. Sau đó các bạn bấm vô cái mặt nhỏ này đó, mặt nhỏ này. Rồi một cái mặt nhỏ trên này nữa, hai mặt luôn nha, hai mặt nhỏ đó luôn. Sau đó bấm OK là được thôi. Tự động nó kéo cái mặt đấy dài xuống. Đó, kéo mặt nó dài xuống nha các bạn. Không xử lý cái kia. Rồi, cái phần khó nhất tạo ra cái chỗ này là khó nhất là các bạn xử lý xong rồi đó. Bây giờ chúng ta xử lý vòng 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 mấy cái chỗ cắt này nữa thôi. Cắt 25 có rồi nè. Bây giờ mình cắt 30 nha. Cắt 30 bên này. 30 đây thì có phải là cắt xuống đây là 3 ly không? Thì từ cái mặt phía bên có cái vạn nhi này nè. Ta tạo sketch xong ta cắt vô 3 ly. Xong cắt hết được không, thì mặt có vạch nghiêng mặt này đúng không, tạo sketch để đường tròn, vẽ đường tròn rê vô đây 30. Rồi bây giờ mình chọn intricate offset vô trong là 3 mm này. Đây nó bị ra ngoài, mình đảo chiều lại, đảo chiều của ta hai chiều nè. Rồi chọn cho mình là rule on, ok. Đây, xong được một chỗ. Rồi, chỗ này nó có một cái khoét này, có khoét này nè. Khoét đó thì chúng ta làm sao đúng không? Khoét đó thì đây, cung khoét này nè. Là R48, từ đây về tim này luôn, 48. Cắt xuống mấy? Cắt xuống, chỗ đó là... Để mình xem nó cắt bao nhiêu ha. Cắt bằng... 3 luôn, chắc bằng 3 luôn các bạn. Ok, trên cái mặt trước, trên mặt trước này nè, tạo sketch nè, quay diễn nhìn vuông góc nè. Chỗ này nó có cái ấy đúng không, chỗ này có cái đường tròn này, các bạn không cần phải R nha. Đây đây, lấy cái tim thôi. R48 thì các bạn gõ cho mình 48 x 2 này, mình đang lấy phi nè, 48 x 2 nè. Rồi, ok, cắt vô 3 ly nào là được. Là xong cái phần bật đó. Đấy, thì thật xử lý từ 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 thì nó cũng ra được khá nhiều rồi đó. Tiếp theo là gì nữa? Tiếp theo đây là vô cái bật này rồi. Thì chỗ này nó có hai cái slot, chỗ này chỗ này. Hai slot chỗ đó. Tức là chỗ này và chỗ này nè. Slot này nó thấp hơn, bật nó cạn hơn là chỗ này nha. Rồi ok, mình tạo hai cái slot. Hai cái slot nhưng mà có cái là cái slot chỗ này nó cho mình biết á, là từ tâm này tới cái tâm trên này đo ra bằng 35. Nhưng cái chỗ này nó không nói như thế nào hết. Thì bây giờ nha, thì bây giờ mình cho là cái tâm đi. Cái tâm của thằng này với cái tâm của thằng này đối xứng với nhau đi ha. Tâm chỗ này nè. Không được. Thằng này là 4, thằng này 3 thì không được. Thì mình cũng cho 35 được không? 35. Từ đây mình cũng đo xuống đây 35 được không? Đây, để mình tính thế cơ, tại vì nó không có kích thước. Chỗ này là 30. Từ tim này xuống dưới này là 34 nha các bạn. Còn không phải chỗ này. Chỗ này nó không nói gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ hai cái slot để tính. Này, trên này, tạo sketch. Các bạn chọn cho mình slot này nè. Slot kiểu... số 1 luôn, số 1 luôn ha. Ở đây kéo ra rộng đó một cái, chỗ này kéo ra rộng ra. Rồi các bạn gán cho mình cái trục này nè, trục ha, với cái đường này nè, vuông góc. Rồi trục với đường vuông góc, trục đây với đường này vuông góc. R3 này cũng R3, tức là cái này là 6 đúng không? Rồi cái này cũng có nghĩa này là 6. Cạnh bên này 3 ly, cạnh bên này 4 ly. Cái này là bên phải này là 3, trái là 4 đúng không? Phải là bên này này 3 này 4 nè. Tim, tim thằng này tới tim này là 35. Thì mình chọn kích thước thôi. Tim nè, tới cung này nè, các bạn kéo xéo qua đường này,
Xéo luôn hai mặt cho mình 35. 35. Rồi cái đường này không phải nè, cái chỗ này tiếp tiến là không phải nè. Đó, cái chỗ này tiếp tiến mà không phải. Bây giờ mình thử mình đo cái tim này với tim này 35 thử được không? Này với cái này. Cho 35 thử xem. Không được. Tại vì cái chỗ này nó cho gần đụng với cái góc này luôn. Chúng ta còn hơi xa một tí. Này, chỗ này còn hơi xa này. Nhưng mà bây giờ mình coi còn chỗ nào có kích thước không? Không có. Không, chỗ đó nó không nói vậy thì là lấy 35 luôn đi ha. Đây, ok, bây giờ mình cắt xuống. Cắt xuống mấy ly? Xuống chỗ này ha. Đây, chiếu lên đây nè. 3 ly. Ok, cái bài này nó khá chuộng số 3 sao? Đây, 3 ly. Rồi tiếp ha. Tiếp là cái bậc chỗ này. Bậc chỗ này. Các bạn sẽ cắt xuống bao nhiêu? Này là chỗ đây nè. Cái này là cái lỗ chúng ta mới vừa cắt xong nè. Chỗ này chúng ta cắt xuống 6 nè. Đó thì nếu mà nó số 6 thì từ cái mặt này xuống 6. À, từ cái mặt này tạo sketch quay diễn nhìn vuông góc mà. Đây. Vẽ cái viên nhạn của thằng này vô. Thì ngay chỗ này chúng ta đi xéo một đường ngang qua đi lên. Cái đường này với đường này nó không song song ha. Không trùng luôn. Thì từ chỗ này chúng ta đi qua đây tới cắt qua cái lỗ luôn à, qua cái lỗ như này luôn. Thì ở đây vuông góc với cái đường này ha. Đi lên. Đi lên nè. Cái đường này đi ngang nè. Đường này đi ngang. Đi ngang có nghĩa là đi dọc xuống như này nè các bạn. Đi theo cái chiều mà thẳng đứng hay cái Rồi, đi ra đây. Đi xéo đây ha, là được dọc đường này. Dọc thằng đó thì các bạn rê vô cạnh đây nè, nó đi song song với đó, xong đi xuống. Xuống là trùng trùng vô cạnh này. Xuống nha, không phải là đi thẳng xuống đó, chứ không phải là đi thế này cạnh đây thẳng xuống nè. Cái này với cái này song song nè. Cái này vuông góc này nha, vuông góc nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ convert lại. Convert là cung này nè, đường này nè và đường này. Đó. Đây, giờ đo số vô thôi. Từ đây xuống tới dưới đáy luôn là bằng ba mươi mấy. Số này nó cho cũng hơi tầm bậy, tại vì không ai mà để cho nó chồng chéo kích thước như vậy cả. 34 đi ha. Tim à, tim số này là 34, tim nè. Cạnh này nè, bạn cho mình là 34 nè. Rồi, góc này xuống đây á 20 độ, 20 độ. Từ đây qua đây là 20. Từ đây qua đây 20 nè. Rồi bây giờ mình tạo một cái center line đi. Một center line từ tim này vô cái trung điểm của thằng này. Là vuông góc đúng không? Vuông góc nè. Là đường này với đường này vuông góc nè. Rồi các bạn cho cái góc đó là 20 độ. Cạnh này. Điểm này. Rồi, bạn lấy vô là 20, lấy ngoài là 20 thì trong này cũng là 20 thôi. Được không? Trong này cũng là 20 đó này. Đó là mình lấy đối lại á. Từ đường đường trục đó tới cái đường phía đây á là bằng 13. Đường trục này nè. Tới cái đường này nè. Không, 13. Rồi, gì nữa? Từ đây xuống đây là 8, từ đây xuống đây là 12. Ok, tim luôn mà. Tim nè. Tới đường này nè. 12 đo ngang nha, đó đo ngang giống như mình luôn nè. 12 nè. Rồi từ đây xuống cái đường bậc này là 8 nè.
Đó, kích thước khá là rầm rì. Chỗ này các bạn fillet, chỗ này fillet nó cho fillet, chỗ này là R2.5 này. R này nó không nói bao nhiêu, R nó không nói bao nhiêu thì mình cho là R2.5 luôn đi ha, tại vì nó cùng fillet với cái đường này luôn. Lấy fillet luôn. 2.5. Đây. Chỗ đây. Chỗ này. Rồi xong, bây giờ mình cắt xuống 6. À, xóa cái đường này đi cho để nó dư nè. Các bạn cắt bỏ khúc này đi nè. Cắt bỏ khúc này luôn nè. Rồi, bây giờ cắt xuống 6. Rồi, đó. Gì nữa? Đây có một cái lỗ. Lỗ này. Phi 12. Đây, tạo sketch. Quay dễ nhìn vuông góc. Rồi 12 lủng qua kia luôn các bạn. Etrichat rule on luôn ha. Rồi bên này nó có một cái khoét cái cung. Cung này là R13, có nghĩa là phi 26. Rồi kích thước này nó cho chồng chéo lên nhau, đè lên nhau tùm lum hết. Các bạn cố gắng nhìn ha. 13 nè. Hiểu cái sau lưng này nè. Cái sau lưng này mình tạo sketch quay diễn nhìn vuông góc, vẽ một cái đường tròn ngay tim luôn. 13 có nghĩa là 26, hoặc là 13 nhân 2 này chắc đúng không, 26 đó. Rồi bây giờ mình cắt xuống bao nhiêu, để chút kết một cái miếng nhỏ này, miếng nhỏ chỗ này là xuống 1 ly, cắt 1 ly. Rồi tiếp khá ổn rồi đó. Tiếp chỗ này nó có hai cái lỗ, hai cái lỗ này nó cho kích thước 5 4 xuống như này, xuống từ tim này, tim này nó cho một con số gì đây, số này thì các bạn cho mình là bằng 5 đi ha, 5. Từ đây qua đây là 25. Rồi ok vậy đi, chơi cái này nè. Các bạn tích vô cái này, các bạn thấy cái lỗ là lỗ ren nha. Lỗ này là lỗ ren, tại vì sao anh biết? Tại đây nó chỉ là M5. M5 thì là lỗ ren M. Mà tích vô cái mặt này. Tích vô cái mặt, sau các bạn chọn cho mình là Hon Wizard. Hon Wizard này. Sau đó các bạn chọn cho mình là lỗ tạo ren này. Tạo ren ở đây. Tạo ren nha, ISO nha. M5 ha. M5, chọn chế độ Rule On. Rule On là suy suốt hết. Xong đó các bạn qua thẻ Position này. Position quay về hướng nhìn vuông góc này, các bạn tích cho mình điểm nào trên, điểm nào dưới đâu. Điểm này dưới, điểm này trên nè. Điểm này dưới, điểm này trên. Được chưa? Rồi, cái đường 20 hồi nãy đó, cái đường từ đây 20 này, nó là trung điểm nó như đây nè. Thì chúng ta cũng tạo một cái đường centerline đi. Tạo centerline nè. Nói vô cái cung này, lấy cái tim từ đây về trung điểm. Ồ, giờ hơi khó ha. Rồi, kệ đi, khó thì chúng ta bắt vô đây đi, bắt vô cái đường này nè. Không phải trung điểm nha, mà là vuông góc với cái đường này. Vuông góc với cái đường đó. Đó, tại vì trung điểm, tại vì nó bị cắt một khúc mình. Rồi, bây giờ mình mới lấy nè. Từ đây qua đây 5 nè. Có nghĩa là từ đây, đây là 5. Mày xác định cho mặt hai cái điểm nè. Từ đây qua đây là 4. Khoảng cách giữa hai cái lỗ đó là bằng bằng mấy, bằng bằng 5. Hơi nhỏ, không phải là nhỏ nữa mà do nó bị đề số 5 đi ha. Rồi các bạn chọn cái đường này với đường này này đó, giờ các bạn lấy cái đường đó bằng 5 đó, thì nó bị xéo hướng này lấy không được chưa. Thì bây giờ mình tạo một cái đường centerline phụ nè, centerline phụ nha, centerline phụ từ đây vô đây và về cái điểm này. Bạn bắt cho hai cái này vuông góc nè, hai vuông góc và hai cái này song song với nhau nè. Rồi thì 5 mới là cái đoạn này nè, cho nó dễ lấy. 5 gì nữa không, 5
Rồi từ cái lỗ trên này tới cái tâm này bằng 25. Lỗ trên này tới cái đường tâm này. Rồi kéo đi đây nè, đúng rồi, 25. Đó, được như vậy, sao ok thôi. Đó, thì cái này nếu bạn muốn thấy đường ren của nó, các bạn muốn thấy đường ren của thằng này nè, thì các bạn chọn vô annotation ở đây. Annotation ha, chuột phải, chọn detail. Xong rồi bấm vào Sub Cosmetic Direct. Sau không phải direct bấm apply ok là nó sẽ lên cái đường ren. Tại vì chúng ta sử dụng Hon Vizac thì chỉ cần bật cái shop có mình direct là nó lên ren thôi, không cần phải cắt. Tiếp. Rồi, hầu như cũng xong hết luôn rồi. Còn những cái phần linh tinh ở cái phần đáy này nữa là xong. Mấy cái lỗ này nữa. Là phần này được rồi nào. Tại chỗ này cái phần khoét lung tung này nè, 36 nè, khoét một cái bậc 34.5, 34.4 nè, đi lên 8 nè, rồi khoét một cái bậc 28 nè, đi lên 10 nè, rồi khoét một cái bậc một phi 18 đi lên mấy, lên trên này nữa, là từ đấy là 25. Rồi ok, mình khoét thôi. Khoét thì các bạn chọn cho mình đó là revolve cho nó nhanh, revolve cho nó nhanh nha, các bạn chọn mặt top này là sketch. Mặt top là sketch của diễn viên vuông góc. Vẽ một cái đường ở đây. Từ đây nè, đi lên nè. Một bậc ha. Hai bậc nè. Ba bậc nè. Rồi về lại cái điểm ngang với tâm đó. Thì về nhà lại ngang cái điểm tâm rồi nè. Đó, ba cái bậc đó xong rồi. Tạo cho mình một cái đường center line. Mục đích là lát nữa chúng ta revolve chúng ta quay. Và hai nữa là chúng ta lấy để lấy đường trục, để lấy đường trục chúng ta lấy 18 28 34 344. Rồi cái này đúng không, đây center line này 34.4 này, nhiều 28 18 này, rồi tiếp độ cao, độ cao là 8 này, 10 này và 23 này, 8 nè, 10 nè, 23 là từ đây nè ha, tới cái đường số đó là 23. Rồi xong. Còn gì nữa không? 8, 10, 23. Rồi, bây giờ các bạn chọn Revolve, các bạn quay. Revolve Cut nha. Revolve Cut ở đây nè. Xoay xung quanh trục đó. Rồi, ok. Thì chắc chắn là chỗ này nó bị khoét rỗng này. Tại vì dư đường kép ở đây thì nó bị khoét vô đây. Thằng này nó không khoét. Thằng nó bị sâu trong tí. Này, các bạn muốn xem chỗ này các bạn chỉ có đường nét đứt mình xem này. Đó, chỗ này nó còn thuộc vào trong tí này. Đấy. Tiếp ha. Khoét xong thì trên này nó có một cái bậc rãnh như đây nè, cái rãnh này không, rãnh này chính là cái thằng này, mà chính là thằng này thì ta nhìn chỗ này ra chúng ta thấy một cái phi là 16 và cách từ này qua đây là 23, cắt ở dưới đấy á, cái đấy có là cái đấy có cắt vô luôn á, thì cho nên có cái chỗ rạch này. Ok thì nó chọn cái đầu này thôi, đầu phẳng này, còn lại thấy đâu còn gì nữa, đầu phẳng này tạo sketch qua những nhìn vuông góc đó ở dưới đấy trước. Vẽ một cái đường tròn phi mấy, tại mình nói là 16 và cách vô 23 đúng không, 16 thẳng đứng cách vô 23, 16 nè, tim này với thằng này thẳng đứng và đo giữa hai cái tim nó bằng 23 đó. Các bạn làm, các bạn cố nhớ, các bạn vẽ cho nó càng nhiều cái kích thước càng tốt thì bạn sẽ làm được nhanh hơn. Sau đó mình cắt nha. Etriket thì lúc này chúng ta chọn cắt tới cái mặt bên này là được, hoặc là bạn chọn Auto Net cho mình là ok, Auto Net là được đó. Rồi được chưa, đó hình dạng nó giống nè, bạn thấy chỗ này không, giống giống nhưng mà chỗ này mình chưa có lỗ thôi. Rồi bây giờ tạo một cái lỗ nhỏ, lỗ nhỏ chỗ này, một lỗ nhỏ, một lỗ nhỏ chỗ này, thì lỗ nhỏ đó là mấy, lỗ nhỏ bằng mấy thì ta xem chỗ này, lỗ nhỏ bằng M2
Rồi, M2 và 4 lỗ nha. Rồi, trên mặt ranh. Bạn không có cần phải tạo ra ngoài cái điểm là mắc công hết đó. Trên mặt ranh này nè. Các bạn tích cho mặt ranh. Chọn cho mình Horn Wizard. Được chưa? Lỗ ren thì đây. Lỗ ren là cái số 1, 2, 3, 4. Cái dòng số 2 và cái đầu tiên của dòng số 2 á. ISO M2 đúng không? Chọn M2. Rồi, True On là lủng suốt hết luôn. Các bạn chọn cho mình là Position. Quay về nhìn vuông góc. Thả cho mình một cái điểm ở đâu đó, chỗ này đi. Thả một cái điểm trước là ràng buộc vô sau. Thả cái điểm nè. Xong rồi mới nhấn Control chọn cái nằng này với cái điểm này nè. Rồi, các bạn bấm ra ngoài cái ha. Nhấn Control chọn cái này nè với cái này nè. Cho nằm ngang nè. Rồi, cách gì không? Cách gì? Đấy, từ đây, từ trên cái thằng này xuống là 3 ly. Thì bây giờ mình không thấy thằng này, các bạn phải chuyển cho mình đường nét khuất. Đó. Tại sao lại cái bài này nó lại hay dùng cái đường trên, tháng đấy nó không dùng đường đáy luôn, nó dùng đường đáy để đo luôn, người ta dễ đúng không? Rồi 3 ly xong, ok, phải đi xuyên qua này, ok nè, đó chuyển về đường thông thường được chưa? Đó cũng có ren luôn, cũng có một cái sọc ren luôn, nhưng mà do chỗ này nó mỏng quá ta không còn thấy được cái sọc ren đó. Tiếp theo từ từ các bạn hãy xoay. Tại vì trên này các bạn cũng thấy có bốn cái lỗ luôn, lỗ xéo 45 độ á, này cậu có bốn lỗ luôn, lỗ này 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 này, chúng ta đục thêm một cái lỗ nữa chúng ta quay luôn sau, được chưa? Đục lỗ rồi xoay, hãy xoay nha. Rồi bây giờ mình tạo một cái mặt 45 độ chứ đã, tạo một 45 độ á thì nãy mình thấy có mặt trụ nè, trụ thì chắc chắn là sẽ có cái trục. Rồi bây giờ các bạn tạo lên nè, bạn thấy cái mặt run này không, mặt run nè. Đó, vô reference nè. Tạo lên, bấm vô trong mặt lên thôi, không tạo khác nha. Feature nè, reference nè, plan nè. Thì nó sẽ lấy mặt lên vô trong này. Rồi, second reference là cái điều kiện số 2 á. Điều kiện số 2 là các bạn sẽ chọn ở đây các bạn sổ con mắt ra. Chạy trong cái trục ảo. Trục ảo không thấy không? Thấy cái trục này nó có một cái trục ảo của cái trục tròn này nè. Đó, trục đầy. Bỏ góc vô cho mình là 45. Đó nè. Tích vô cái ô này trước xong rồi mới nhập là 45. Rồi xong, ok. Mặt này nó hơi nhỏ đó các bạn. Mặt nó hơi nhỏ, muốn bự ra thì cắm vô cái điểm tròn đó đó, kéo to ra. Kéo to ra xong rồi bấm vô cái mặt. Đấy, các bạn bấm vô mặt trước, xác muốn muốn khoan cái gì đó thì xác định cái mặt trước nè. Bấm vô bề mặt. Chọn Hon Wizard lỗ máy. Lỗ này là M M bạn chọn cái hình này. M4. M4 này. Ok, chọn lỗ khoan và taro nè. ISO nè, M4 nè. Rule on là lủng hết nè. Position quay diện nhìn vuông góc. Các bạn tích cho mình một cái điểm trên cái trục đó luôn. Đó, điểm trên trục này nè. Rồi, đo bằng máy. Đo bằng từ đây lên tới cái điểm đó bằng 5. Cái đường này nó sử dụng nhiều dữ ta. Rồi bây giờ mình cũng chuyển về đường nét khuất. Đường nét khuất rồi đó, từ điểm đó lên tới cái đường này bằng 5. Hồi nãy các bạn nhớ gì không? Các bạn đi ngay cái trục này luôn thì thằng này với này là ngang hàng, các bạn khỏi phải giống nữa, khỏi giống control này này, tại vì các bạn đi ngay trục. Rồi xong, ok ha. Đó, chuyển về đường nét thường. Ẩn cái mặt đây luôn. Cái mặt xéo xéo các bạn mới vào làm nè, ẩn đi. Trục đây ha, trục đây giờ không xài nữa, bấm vô con mắt bỏ trục luôn. Rồi xoay ra làm 8, xoay ra làm mấy, 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 là 4 rồi. Tại vì các bạn xét cái hình này nè, các bạn thấy đây nè, đây đây qua đây là 4. Bây giờ mình circle lấy, mình chọn mấy cái đó mình xoay thành 4 thôi, được chưa? Circle lấy button trục của mình nè, đây là trục quay, ta chọn cái bề mặt trụ 4 đối tượng 360 và chọn cái feature là gì, feature là bằng cái lỗ này nè, cái lỗ này nữa nè, thì chỗ này nó có một cái lỗ mà bị khoét rồi, nó không có gì hết thì nó khỏi cắt, không cắt ai được cả. Đó. Chamfer, chỗ này có một cái chamfer nhỏ 1 x 1.5 x 15, chọn chamfer 1.5
Và đây là 15. Dọn cho mình cạnh này. Rồi xem thử cái ô này nó chỉ thằng nào là 1.5. 1.5 là distance là chỉ vô đây là ok. 1 là 1 đây. Xong. Nhanh, gọn gàng đúng không? Con số là nữa không bạn? Ở đây nó có một con số nè. Con số mà nãy giờ các bạn chưa dùng luôn đó là 52.5. Con số này thật chất ra nó sẽ thay thế cho con số 107.89. Tại vì mình không có đo xéo từ điểm này tới điểm tim. Bây giờ mình kiểm tra lại cho các bạn xem này. Cái két đầu tiên này, mình đo lại thử phải là từ tâm đường tròn này tới tâm đường tròn này có phải là 52.5 không? Đo xéo xéo nha bạn, đó. Đúng không? 52.5 này, nhưng mà tại vì cái đó đó mình đã lấy cái 107.09 rồi. Thì thằng này nó bằng đó, đi xéo xéo hai đường tròn á. 52.5. Đó, chứ còn một con số là các bạn chưa có dùng tới thôi, chứ còn hầu như là các bạn có xài hết rồi. Và có một vài con số mình không đọc ra được. Chẳng hạn như cái chỗ này mình không biết cái này bên này là bao nhiêu. 3 ly thì mình biết, R3 thì mình biết. Còn lại là không thấy những cái gì từ đây xuống đây nó nói gì cả. Rồi mấy cái này là dung sai nha bạn, dung sai hình dạng nè, mặt chuẩn nè. Rồi dung sai lắp ghép H9 nè. Rồi. Thì mấy cái đó thì các bạn về cái phần xuất bản vẽ các bạn xuất ra thêm thôi. Ok. Được rồi đó. Bây giờ mình nhấn Ctrl 1. Rồi xem thử đúng không? Ctrl 2. Ctrl 3. Ctrl 4. 3 này nó có phần cắt ở đây nè. Bốn nè, năm nè, năm là giống à, này, còn không thì nếu mà theo cái hình đó thì mình sẽ cho các bạn thêm cái hình như thế này, rồi giống không, đó, đó. Rồi nhìn từ bên này qua, rồi nhìn bên này qua cho nó giống cái đèn này. Đó. À, giống cái này nè. Rồi bên này qua thì chúng ta nhìn lại bên này. Đấy. Yeah. Đây. Này. Rồi, xong. Được rồi đó các bạn. Rồi, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cái video về cái video về cái hướng dẫn cái chi tiết này. Khó là gì? Khó là các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Mình đi được cái đoạn tới đây là hầu như ai cũng làm được cả rồi. Tới khúc này này hầu như ai cũng làm được cả, chẳng qua là cái gió khúc này tròn và khúc này là hai cái đầu này là phẳng, bạn không biết làm sao cho nó đẹp và nó nhanh thì bạn có thể sử dụng vài cái thao tác như mình cũng được nha. Rồi ok, chúc các bạn thực hiện thành công. Rồi nếu các bạn thấy thích video hoặc là thấy kênh học cơ khí cung cấp cho các bạn nhiều cái thông tin bổ ích thì các bạn có thể là like, share, chia sẻ ha, hoặc là cái bấm nút đăng ký, nút subscribe để có thể là nhận được những cái video tiếp theo về Solid, AutoCAD, Inventor hay là những cái phần phân tích motion rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.